Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam, mật vụ Mỹ xác nhận các đặc vụ của lực lượng này đã bắn hạ kẻ nổ nhiều phát súng về phía cựu Tổng thống Donald Trump tại cuộc meeting ở Pennsylvania và cuộc điều tra được FBI tiến hành theo hướng âm mưu ám sát. Sau đây là những vụ ám sát Tổng thống và cựu Tổng thống Mỹ. Ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống thứ 16 của Mỹ là ông Abraham Lincoln bị ám sát trong lúc xem kịch ở nhà hát Ford của thủ đô Washington. Ông qua đời vào sáng hôm sau tại bệnh viện và trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tử vong trong một vụ ám sát. Ngày 2 tháng 7 năm 1881, Tổng thống thứ 20 James Garfield bị bắn tại nhà ga Baltimore and Potomac ở thủ đô Washington. Nhà lãnh đạo qua đời vì chấn thương vào ngày 19 tháng 9 năm 1881, tức 11 tuần sau khi bị bắn. Ngày 6 tháng 9 năm 1901, Tổng thống thứ 25 William McKinley Clay bị bắn tại cuộc triển lãm Pan American được tổ chức ở Temple of Music thuộc thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ. Ông qua đời hôm 14 tháng 9 cùng năm trong lúc điều trị ở bệnh viện. Ngày 14 tháng 10 năm 1912, Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt bị bắn trong lúc đang tham gia meeting tranh cử ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nơi dự kiến tổ chức Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Viên đạn trúng ngực Tổng thống sau khi xuyên qua hộp đựng kính bằng thép và bản thảo bài phát biểu dài 50 trang được ông cất trong túi áo. Ông Roosevelt may mắn sống sót sau vụ ám sát. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống thứ 35 John Kennedy bị ám sát trong lúc trên xe mưu trần di chuyển cùng đoàn hộ tống ở thành phố Dallas, bang Texas. Ông tử vong tại bệnh viện sau 30 phút. Ngày 30 tháng 3 năm 1981, Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan bị trúng đạn, trọng thương bên ngoài khách sạn Wellington Hilton tại thủ đô Mỹ. Các bác sĩ thành công cứu sống ông Reagan. Hôm 13 tháng 7 giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 45 bị bắn trong lúc phát biểu tại buổi meeting tranh cử ở bang Pennsylvania. Viên đạn sượt qua tay phải của ông Trump nhưng ông vẫn an toàn. Tay súng đã bắn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một khẩu súng trường dạng AR từ mái của một tòa nhà cách đó khoảng 120 mét. Theo Reuters, những tiếng như súng nổ vang lên khi ông Trump phát biểu được khoảng 6 phút. Cựu Tổng thống lập tức lấy tay bịt tay phải, nhìn vết máu trên tay rồi nhanh chóng nấp xuống đất. Sau buộc phát biểu, đám đông la hét và những người ở khán đài phía sau ông cũng cúi xuống. Có một loạt tiếng súng vang lên lần thứ hai, các nhân vật mật vụ đã giữ ông Trump nằm sát đất trong 25 giây. Từ trong đám đông, một người hét lên, tay súng đã bị hạ. Các đặc vụ đỡ ông Trump đứng dậy, trong lúc được hộ tống khỏi sân khấu, cựu Tổng thống yêu cầu chờ đã và giơ nắm đấm liên tục vào không trung miệng nói chiến đấu. Nhiều người trong đám đông bắt đầu hô vang, Mỹ, Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI xác nhận nghi phạm bị lực lượng chức năng bắn hạ tại hiện trường trong vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump là Thomas Matthew Cook, 20 tuổi. Hồ sơ cử tri của bang này cho thấy Cook đăng ký là cử tri chính thức của Đảng Cộng Hòa. Vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7 được cho là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất đối với cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều thập niên kể từ khi Tổng thống Ronald Reagan bị bắn khi rời khách sạn Washington Hilton vào năm 1981, theo The Wall Street Journal. Các chuyên gia an ninh cho biết rất khó và dường như không thể loại bỏ được mối đe dọa an ninh đối với yếu nhân, đặc biệt mối đe dọa từ vũ khí tầm xa trong các sự kiện ngoài trời. Tuy nhiên, một số nhà quan sát lại cho rằng lẽ ra đã có thể ngăn cản nghi phạm nổ súng, leo lên mái nhà gần đó bằng các biện pháp phòng ngừa thông thường. Tổng thống Joe Biden khi đó đang đi lễ nhà thờ tại thành phố Rehoboth Beach ở bang nhà Delaware. Khi được phóng viên hỏi có hay tin về vụ việc của đối thủ tranh cử chưa, ông Biden trả lời chưa. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó ra thông báo cho hay nhà lãnh đạo đã được báo cáo thông tin ban đầu. Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố cho biết đang cầu nguyện cho đối thủ tranh cử và biết ơn vì ông Trump an toàn. Liên quan tới tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ngày 13 tháng 7 theo giờ Mỹ, Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa ra tuyên bố thông báo cựu Tổng thống sẽ tiếp tục hướng tới Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.
Thông báo nêu rõ, cựu Tổng thống Trump đang hướng tới sự kiện đại hội ở Milwaukee để chính thức được lựa chọn làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Ban vận động tranh cử cũng xác nhận cựu Tổng thống vẫn ổn. Ông Trump tuyên bố không sợ hãi mà kiên cường đối mặt tà ác. Đó là một phần trong tuyên bố mới nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi cả thế giới chấn động về tin ông bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử.